Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không cổ suý cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Ôi, chuyện là tôi vừa thoát chết mọi người à. Hôm nay thì tôi có đi đào Netherite đây, và tôi không có dùng TNT hết, chỉ dùng đúng cái cúp đào sắc mẻ mẹ cây cúp rồi. Rồi cúp này có mending với gala unbreak chân 3 và có hiệu suất rồi đấy. Và may quá mình đào là có cái hang, người ta đào sẵn cái tôi đi vòng vòng cái hang đấy. Thì có vài cái cục Netherite mà mọi người đào bị dư ra, mọi người đào bị còn sót ấy. Thế là tôi vào tôi đào, tôi lượm tôi móc được khoảng mười mấy viên ấy. Thế là còn những viên còn lại tôi phải đào hầm để tôi đào ra. Đấy mà đào lâu phết. Được 33 viên. Thế là hồi nãy là đang đi thì bị lava đốt. Trời ơi, giáp của tôi này, may mà giáp của tôi có mending đấy. Đấy, này giờ đánh mấy con heo để lấy thịt ăn rồi. Giờ này bị lava đốt còn đúng một máu mà hồi nãy là ăn hết dưa hấu luôn, không còn một cái gì ở trong người hết. Trời ơi, tôi phải đi, tôi cố gắng để tôi câu kéo mạng sống của mình, tôi phải giành giật mạng sống của mình từ tay của tự thần. Thế là tôi phải đi tôi săn mấy con heo này, mà săn mấy con heo này thì tôi lại không dám đứng gần đấy. Thế là tôi cứ phải gọi là đi lên đi xuống này. Nãy giờ là tôi đi từ bên dưới lòng đất nhá, tôi đi tiếp lên trên đây. Nhá là từ lúc từ dưới lòng đất là tôi chỉ còn một máu thôi. Và tôi phải trèo tiếp lên trên đây để tôi săn heo. Đấy, tôi săn hai con đầu tiên thì bị mấy con biết là nó canh, nó điếu cho tôi lấy. Thế là bây giờ mấy con tiếp theo, mãi đến con thứ ba thì tôi mới có thịt để tôi ăn. Đây, tôi có thịt heo rồi. Thế là bây giờ là tôi đã hồi là đầy máu. Kiểu như là giành giật mạng sống từ tay tự thần vái lên à. Trời ơi, một máu, con heo nó hút cho một cái là cụ đi luôn á mọi người. Và bây giờ tôi đang cầu cứu Kira để Kira vào nó dẫn tôi về nhà. Đại là mình quên mất cái đường về nhà rồi, mình đi đào xa lắm. Mình đi đào xa thật là xa luôn. Bây giờ là tôi quên mất cái đường về nhà rồi, tôi cũng quên mất là coi cái tọa độ nhà ở đâu rồi. Bây giờ tôi phải chờ Kira vào mọi người à, nhưng mà sao nó vào lâu thế nhỉ? Bây giờ tôi kêu nó chắc phải là 5 phút rồi đấy, mà nó chưa vẫn chưa thấy mặt nó ở trong đây. Ôi, cổng này quen thế. Quay về. Ai da. Let's go. Ok. Đấy, cái nhà này quen lắm này, cái nhà này hình như là tôi nhớ là tôi con rồng. Đây rồi, con rồng. Cái nhà này là gần nhà của Kuro. Ok, nhà này gần nhà của Kuro. Đây, nhà Neyuki ở đây. Này, nhà Neyuki ở đây, tức là... đây rồi, tìm được về, rồi. Alo. Gì vậy? Alo, ôi dồi ôi, anh cầu cứu mày 10 phút, anh ngồi chờ 10 phút, anh tự về cũ nữa rồi. Gì ơi? Kira ơi, anh vừa mới đi đào được ít Netherite. Uh-huh. Mà không cho mày đâu. Tính sẽ khoe gì? Cho đâu. Anh cầm anh nâng giáp của anh lên. Nhưng mà cho mày 3 cục này. Cho 3 cục đấy. Bao nhiêu mà hào phóng gì vậy? Anh đào được có 30 cục, anh cho mày 3 cục đúng rồi. Ôi, em mới rơi xuống Ender này rồi. What? Hả? Ôi trời ơi, rơi xuống Ender. Mà sao nữa, trời ơi. Ok, bây giờ là anh nên chen hết vào giáp xong rồi bắt đầu nâng lên Ender Dry đúng không? Đúng rồi anh, tại vì giáp này Dry nếu mà anh muốn ép ấy thì anh phải dùng sách. Còn nếu không là anh sẽ phải dùng mối giáp Netherite khác nữa để ép chung lên đó. Thì nó tốn lắm. Hai cái giáp kim cương ép được với nhau. Giáp kim cương và giáp Netherite không ép chung với nhau được đâu. Hoặc là nếu mà anh thích thì để em ép cho anh một bộ giáp rồi em ép luôn. À, thực ra thì anh có thể đi, anh đi... Ở trong đây dân làng không có à? Anh đổi sách hả? Ừ, anh đi đổi sách với tụi nó. Thế là anh nhớ là anh có hai con đội mending này. Ừ, nhưng mà sợ là... Gì vậy? Đừng cho dân làng đi đâu. Ê, lúc tao mới vô tao đâu có thấy dân làng đâu. Ủa ê, nhớ lộn không? Là sao nữa? Hồi lúc anh mới vào server là anh không thấy chỗ này trống trơ rồi đấy. Anh thấy cái chỗ này trống trơ rồi đấy. Anh đang định xây nhà ở đây nữa đây. Rồi sao? Không, còn gì đâu. Cái server này ảo tới đi. Dưới server này cũng mất. Dân làng cũng mất là sao? Bây giờ tao tưởng như cũng mất được. Lò nung cũng mất. Đi quần què thì cũng mất. Giờ sao? Giờ mất dân làng rồi giờ sao? Họ mấy em ép cho anh cái giáp này. Là sao thế? Mất lò nung, mất dương ender, mất đất, mất đá, mất dân làng, mất cái gì nữa, mất địa ngục là sao? Ôi, cuộc sống của tôi cho em quên anh còn dạ, anh dưới đây nè, anh dưới đây nè. Chào ông, ai đây ông? Yeah. Trong team này à? Đúng rồi, trong thị trấn Hòa Bình luôn. À, cũng trong thị trấn Hòa Bình nè. Thôi cho tôi chụp tấm hình khác đây. Được rồi, lại các thứ đồ giống vậy. Toàn đây Toàn, tôi mới tuyển, tôi xin lỗi ông nha. Rồi đừng nói là gì nha, sao vụ gì? Tôi. Ui, trên đây có mũi tên tình yêu này. Tôi cứ tuyển con báo vào tim rồi ông ơi. Con báo tìm tim. Ai ý ông ơi? Hay con nè. Quăng kìa con. Đây nè. Đừng nói là đừng nói là vậy nha. Thiệt luôn hả? Đây. Đây nè. Quái cách nồi thôi. Kira ơi, làm sao để xuống đây Kira ơi?
No. Đây 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 đây. Đây này. Đừng xuống dưới. Quỷ ơi, em có kim cương nè, em có kim cương nè. Ừ đây đây. À, em tặng cho Quặng khoảng 10 khối. Đây từ từ. Ôi, người tốt về làng, người tốt về làng. Mọi người ơi, mọi người ra 2 3 4 5 6. Xếp hàng mọi người, 4 người xếp hàng. 10. Xếp hàng. Ai có cướp gia tài đào nha. Gia đào hộ. Thì mọi người xếp hàng, cảm ơn Mạnh Thường Quân đến làng. Đi xếp hàng xuống làng tỏ lòng thành. Hàng ngang. Có gia tài 2 nữa nhé. Hàng ngang lên. Toàn Ozi. Ozi nó lên lên hàng ngang. Đây. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đến làng. Cảm ơn đa tạ. Uầy. Một hai ba. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. 1 2 3. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em đi đây, bye bye mọi người nha. Giang điệp. Tụi ông thấy chưa? Đây đấy, tôi mới tìm cái email. Em đi nha. Đúng rồi. Cảm ơn em rất nhiều. Tôi nghèo cho tôi đi. Nghèo không được. Đây, ông lên ông nhảy thử đi rồi ông biết. Đây để em hỏi trước. Tạo cánh đây. Ủa đâu? Khó thiệt á, không đùa đâu. Ấy á. Mới vô là bắt cua bốn lóc rồi. Ý nhưng mà lỡ. Ui. Là mình làm sao để mà không thể nào nhảy được ấy chứ, lỡ người ta nhảy được mình lỗ. Chỉ cần 9 người mình thắng và 1 người mình thua là mình cũng lỗ rồi. Ông yên tâm, tại vì pha cuối là còn pha đặt nước nữa cơ. Quá tầng rớt. Ủa, sao được không xây mẫu mất tôi tầm nhiều không? Tôi... Mới này là có một ngày mất bao nhiêu rồi? Tôi bấm nhầm cái nha. Không, tôi còn chữ nhiều tôi tầm lắm. Ôi! Tôi thuộc tăng tốc lên. Thấy cái đường này ok rồi đấy, cái đường này có vẻ ok đấy. Bạn lấy cái đầu tiên phải cho dễ. Alo, thì chứ mà Bình đâu rồi? Đây, thì chứ mà Bình đây. Alo, ok. Henrik cần nói chuyện. Sao? Đó, là nói chưa? Là mày nói chưa? Từ thiện cho trẻ em người nghèo. Xếp hàng, một đàn ngang. Đây, 5 khối kim cương dành cho mọi người. Từ, cầm lấy. 1, 2, 3, cảm ơn. Bố. 1, 2, 3 là cảm ơn Mạnh Thường Quân này. 1, 2, 3. Cảm ơn anh Thường Quân. Yes sir. Ok. Bố nhận con nuôi bố ơi. 5 khối kim cương. Bố nhận con nuôi không? Đây. Hả? Ông lấy cho anh. Tôi thấy nó quần mà người ông mà. Sao? Ông có cãi. Bố có nhận con nuôi không? Toàn ơi ông đừng có lây ông này ông ơi Toàn ơi. Có. Thường người làm từ thiện là người giàu lắm. Mạnh Thường Quân sợ cá mỏi có 3 cục à. What? Gì? Có 3 cục mà. Mà. Có 3 khối à. 3 khối mà. Ba. Em có 29 khối, em đưa hết 5 khối. Ủa, 29 khối lần nào? Thêm đi. À, bây giờ em thả mọi okay, người. Ok, cứ thả đi. Anh đếm nha. Cảm ơn lại không? Cần cảm ơn lại không? 2, 3, 4. Đó, đủ nha. Ê. Ủa? Rồi, hết việc rồi, mày thông minh về đi. Uầy. Ê, mình lời 2 khối nè, ngon. Thôi, giết mà. Ê. Nào. Gì vậy? Ngon quá. Ôi, bao giờ thì chúng ta mở giải được kia đây nhỉ? Chắc phải hôm sau ấy, hôm trước lỡ hẹn 3 hôm sau rồi. 3 hôm sau á? Trời ơi. 3 hôm trong game, tưởng 3 hôm trong game. Không sao, có gì ví dụ như mình kéo dài cái bắt cua này ra hơn xíu nữa cho đoạn đầu dễ tí mình ăn tiền. Bắt cua ghê thiệt chứ. Ê hốt lại trời ơi. Chết cái nhà Lương kêu sao rồi what the hell ai vậy? Alo.
bị lạc à? Mày vô mày. Tôi đang kiếm đường về vui của tôi vô tình tôi bị lạc ở bên đây. Ông sống đây mình à? À tôi sống quần ông ơi. Tôi xin tự giới thiệu với ông. Tôi tên là Sigo nhưng mà ông cứ gọi tôi một nhãn là được rồi. Ôi, hello một nhãn nha. Chào ông nhé. Mà ông là người mới à? Đúng rồi, tôi mới. Chưa thấy ông bao giờ. Tôi mới vào server thôi. Ui. Tôi còn giáp kim cương nè, sáng mới đi ăn xin được. Thế ông qua đây có gì không? Thì tôi nói là tôi đi lạc thôi, vô tình tôi gặp người thôi. Đi lạc thôi à? Tôi sống đây có một mình à. Tôi gọi ông là gì nhỉ? Tôi là Bé. Bé hả? Ông có trong ban hội nào không? Sakura Kingdom. Sakura Kingdom hả? Cái đúng Sakura rồi, Kingdom rồi. Là cái thành cái tòa thành bự thiệt bự ở ngay cái bên hướng đông. Đúng rồi, hướng này này. Hướng này đúng rồi, đúng rồi. Sau nhà tôi đấy. Sao lại không sống ở trong thành đấy mà lại xây nhà ở đây ta? Cái này là trước khi tôi vào thì tôi đã xây cái nhà này rồi nè. Trước khi đấy. Vào xây cái nhà này rồi á. Đúng rồi, đây là chỉ là căn cứ, cũng là căn cứ của Sakura Kingdom đấy. Thế căn cứ của team thế tôi đi bên đây có sao không nhỉ? Không sao, này nhà tôi cũng như là nhà tôi thôi. Tôi có quyền quản lý bên này mà. Tại cái nhà này hình như hồi như sáng khách trong nhà thôi. Tôi có đi ghé ngang một lần, tôi có đi ngang qua nhưng mà chưa vào trong. Tự nhiên cái giờ đi lạc qua phát nữa nên nè. Hay có người vào thăm tí. Thế lên đây chơi. Ông chơi server này được bao lâu rồi? Tôi từ những ngày đầu rồi mà. Chắc có một tuần rồi đấy. Một tuần rồi á. Chắc cũng đúng rồi. Server này được một tuần rồi á. 700 mấy ngày. Ôi giời ơi, tôi chậm tiến độ hơn mọi người nhiều quá. Không sao, mọi người chắc cứng kiểu nào là ok rồi. Không dám này tôi đi ăn xin không ạ. Đi ăn xin à? Tôi đi ăn xin. Ông có cho tôi biết về một số thông tin kiểu sơ qua về những cái ban hội trong cái server này được không? Tại vì tôi mới quá, tôi chưa biết á. Tôi chỉ biết có hai cái ban hội thôi. Một cái ban hội là Sakura Kingdom và thị trấn Hòa Bình. Còn Hòa một Bình. Cái giáo phái là giáo phái Cá Nóc không ạ? Giáo phái Cá Nóc. Đấy. Là chỉ có ba cái hội đó hay đúng không? Không, sao phải chỉ là giáo phái thôi, không phải là cái hội đúng không? Giáo phái thôi hả? Hội tôi chỉ biết hai cái thôi. Rồi. Ví dụ như mà cái mối quan hệ của ba hội này như thế nào để tôi biết, mốt tôi gặp tôi còn biết tôi tránh đường, tôi né, tôi nhắc tới. Như còn hội đúng không? Hội đó là của T-Gaming. Đúng rồi. T-Gaming hội đó là... Đúng rồi, hội đó là T-Gaming cơ. Tôi chưa có tìm hiểu về cái hội đó nhiều nhưng mà bên Sakura tôi có hiềm khích, có khi là cũng sắp đánh nhau rồi đấy. Là bên Sakura còn là hiềm khích với lại bên T-Gaming. Đúng rồi. Rồi Sakura có bên hiềm khích với bên nào nữa không? Chắc không không ạ. Không ạ. Để tôi biết để mốt, ví dụ tôi gặp mấy người của mấy hội khác tôi đỡ nhắc tới phe đối địch thôi. Tôi chơi theo dạng trung lập. Đấy. Tôi lúc đầu tôi cũng trung lập không ạ. Tại vì thấy lúc mà kiểu cái giáo phái Cá Nóc bị đánh thì tôi trong Sakura nên tôi chuyển qua mình phái Cá Nóc luôn ạ. Trung lập. Xong bây giờ tôi chuyển về Sakura lại không ạ? Nhà ông xây đẹp thế, ông xây lâu chưa? Ông xây lâu không? Xây chắc cũng cỡ 5 ngày rồi. 5 ngày game hả? Hay là 5 ngày không ạ? Xây thì chỉ mất có mấy ngày thôi, có 1 ngày thôi gì à. Nhưng mà xây bao lâu rồi? Nhưng mà xây bao lâu rồi á thì chắc cũng cái đầu á, cái đầu á. 5 ngày rồi. Rồi tôi qua tôi đi làm coi tôi hỏi thăm vậy thôi. Cảm ơn ông nha. Ok tôi, ông nha. Tôi ông có ông, gì? Ông thiếu kim cương không? Tôi có dư ít kim cương cho anh xin được. Không sao không mà tôi có kim cương rồi. Tôi định hỏi ông có thiếu không ấy chứ. Có gì? Tôi hỏi ông có thiếu không thôi. Tôi mới xin được 39 viên. Cảm ơn ông nha, cảm ơn ông chia sẻ tôi với thông tin đó nha. Ok, có gì qua nhà tôi chơi nha. Ok. Bye nha. Tạm biệt. Coi như là mình là bạn rồi nha. Mình gặp nhau em. Ok. Rồi, ok, cảm ơn ông nha, tôi đi nha. Tôi lưu bình an nha, bye bye nha. Bye. Bây giờ là mình biết thêm được một thông tin nữa. Là có vẻ như là... Hồi nãy là mình giả ngu. Mình nói chuyện tí. Thì mình biết một bên nhỏ nhỏ nữa là bên... Hình như bên đội ăn mày, bên của team mình là bên ăn mày thì phải. Đang có hiềm khích bên Sakura. Căng thế. Nghe mới vào server mới có một ngày thôi mà nghe bao nhiêu cái luồng thông tin nó đi vào trong đầu thế này. Toàn thế, căng thế. Để tôi xem lại bản thông báo có gì không. Bộ ba ngáo đá, xem bộ đòi, núp ti khen, rất uy tín. Tổ chức bởi nhà cái đến từ châu Phi. Cái này của mình này, vua ăn mày cần tuyển, ăn mày vào băng đảng. Địa chỉ 318. Ôi, Toàn đang nhắn tin cho mình đây. Nói cho em hỏi là anh tham gia vào thị trấn Hòa Bình thiệt luôn hả?
Anh tham gia vào thị trấn Hòa Bình mà. Ủa, là ai rủ anh vô? Đâu ai rủ anh vô đâu, anh vừa mới vào server là anh xin đằng sau cái bức tượng quỷ kia kìa. Thấy không? Xong rồi cái đầu tiên là thằng Enric nó dụ anh vào trong cái hội cá nóc, nó đưa cá nóc cho anh, nó kêu anh ăn đi. Xong rồi xong rồi cái tự nhiên thằng Kira bay xuống, nó không cho anh ăn, cái nó bắt anh về, nó kêu là bây giờ là muốn vào server là phải đóng phí 100 kim cương. Nó bắt anh về, nó kêu là bây giờ không có 100 kim cương thì phải tham gia vào thị trấn Hòa Bình, còn không là nó giết. Đấy, anh bất đắc dĩ anh không mà nói thiệt thì anh tham gia vào thị trấn Hòa Bình là đúng rồi đó. Anh có cần em kể sơ ở trong đây không? Có anh cũng cần kể sơ, tại vì anh cũng đang chưa biết lắm về mấy cái mạng hội. Hồi nãy anh mới rồi. Hồi nãy anh mới đi qua bên kia thì anh thấy có cái bạn cái nhà xây anh cũng có vô anh hỏi thăm, người ta bảo là cái gì hình như trong server này có 4 mạng hội hả? Đúng rồi, chính xác rồi anh. 4 mạng hội, mạng hội mình là một, còn thứ hai là cháu khoái cá nóc, thứ ba là Sakura Kingdom, thứ tư là biệt đội ăn ngoài. Bây giờ mấy quan hệ của bốn hội đó là như nào? Hiện tại là bên cá nóc đang chiến tranh với lại bên Sakura Kingdom. Anh mà theo nghe lời theo thằng Henry là anh cũng vô chiến tranh rồi đó. Hên là kia không kịp. Là chuyện là như thế này, là chuyện là kiểu như là một thành viên của bên giáo phái cá nóc dùng TNT phá căn cứ Sakura Kingdom, xong rồi cái hai ba đánh nhau. Lúc đầu là bên Sakura Kingdom chỉ muốn nói chuyện thôi, nhưng mà bên đây kiểu là mấy cái bẫy nè. Rồi làm cho bên Sakura mất hết tổ cầm luôn. Đấy, và bắt đầu là cuộc đang chiến tranh lạnh rồi. Em nghe bảo như là sắp tới là sẽ là chiến tranh thật đấy. Còn bên tên ăn mày á, là em cũng không biết nữa. Em chỉ nghe thằng Hang biết nó kể lại là kiểu như ăn mày mà xin nè, ví dụ như em đi ha, em xin anh kim cương không cho, rồi anh cầm kiếm anh đánh anh luôn. Mà hội đồng á, bốn người gì đó. Sao hồi nãy anh hỏi cái bạn gì bia gì á, ông gì bia si tình á. Ông kêu là bên Sakura là đang hiềm khích với bên vua ăn mày, bên ăn mày thôi. Không. Hôm bữa cách đây cũng là như em hồi nãy kể luôn á, là em nghe là Y ở trong thị trấn Hòa Bình của bọn mình luôn. Xong rồi bữa hình cách đây là 2 ngày á, là bên cái gì ta? Bên tem ăn mày, quýnh trưởng tem của bên Sakura Kingdom. Sắp tới là bên này hình như là nghe bảo là tuyên chiến với bên kia. Tại vì hồi nãy anh hỏi bạn kia thì bạn kia kêu là hồi đợt cái cuộc chiến của cá nóc á là coi như là đình chiến rồi, bây giờ là hình như là hai bên đang chuẩn bị đánh ăn mày đó, cái thông tin tới đó thôi. Bên thị trấn Hòa Bình bên mình là không có dính dáng gì hết trơn, bên mình thoải mái lắm. Bên thị trấn Hòa Bình của mình là đang cướp thôi đúng không? Sao lại là cướp á? Hồi nãy anh thấy có một thằng cái skin một anh cam nào của anh nào nhỉ? Bí Ngô TV. Bí Ngô. Hình như là bên ăn mày đó anh. Ê, hồi nãy anh thấy nó đứng, nó nấp nấp lại đằng kia, nó nghe lén. Đúng rồi, nó nghe lén á. Mình cũng cực, mình cực kỳ ghét nghe lén nha. Đâm ra hồi nãy anh nói ít lắm, nhưng mà nó đi vào này. Đi, nghe điện thoại hả? Trời ơi. Ủa sao kiếm mới vô anh có cắm đồ gì ghê vậy? Thằng Kira nó định bóc lột anh, nhưng mà anh vào bằng cái mồm của mình, anh bóc lại, nó một xét kim cương với một cái cánh. Ôi dạ, đồ rồi, đỡ lắm rồi. Có kim cương rồi, đỡ lắm rồi. Không, có cái này nữa này, anh mới đi đào. Đúng rồi, không biết anh có cái bản nâng cấp chưa? Cái bản update thì anh chưa, anh đang tính đi pháo đài để anh lụm nè. Này, em cho luôn nè. Anh nhân bản nó ra bằng kim cương với lại cái Nederrack. Kim cương với Nederrack, ok, anh biết cách nhân bản cho anh một con thôi. Rồi, cục này, hôm hồi nãy là anh đi đào được, anh đi mót của mấy cái đứa mà nó đào cũ á. Anh đi mót được tầm mười mấy viên á. Xong rồi anh đi đào được thêm 10 viên hay mười mấy viên gì á, được 33 cục. Anh cho đi ra 3 cục. Ôi vậy là được rồi. Anh biết cái chỗ farm kiểu lấy cấp để enchant đồ chưa? Lấy sắt để enchant đồ hả? Không, lấy cấp á. Farm cấp để enchant đồ. Farm cấp. Có nhà của Sanji hay là gì, San hàng gì đó. Đúng rồi. Rồi vậy có rồi. Nãy giờ cứ farm thôi. Mình ngại vô tranh tí nha. Ngại mình chỉ cần biết là tại vì mình kiểu là mình thị trấn Hòa Bình mà. Ví dụ Kira kêu mình đánh thì mình đánh, chứ giờ cũng không, giờ em nghĩ là Kira cũng kiểu né mấy cái giao tranh à, chỉ có đi săn mấy cái thứ mà nó nghe lén thôi à. Thôi anh làm gì làm thì em đi vô tranh đồ tí nha. Ok hồi nãy dưới cái địa chỉ thì nó là vua ăn mày ở đây. Vào đi này. Chả thấy gì. Ui rồi, quả nhà đúng kiểu ăn mày luôn. Có nghĩa là tôi sẽ đi móc lại món đồ đấy. Nhà này nhà của ai đây? Hồi nãy hình như là nhà này nhà San, đúng rồi. Ơ kìa. Ủa, sao chặn lối gì tùm lum vậy ta? Cái nhà gì chặn lối tùm lum vậy? Để tôi đi lên trên tôi tham quan thử một vòng coi. Alo
Ôi trời ơi, chặn ở dưới không chặn ở trên. À, nhà ông này là sẽ chay đồ à. Nhà này có rương không? Ồ, có rương này. Gumball xin một len. Ờ, trong đây có tên, tôi đang thiếu tên. Tôi đang thiếu tên nhưng mà tôi không lấy đâu. Có một cái nón project này. Trời ơi, không có đồ nào tôi cần hết ta. Có... Uầy, đúng kiểu con cái chơi game mọi người, toàn sưu tập Azalot thôi. Hay là bây giờ xin các bạn này một ít tên nhỉ? Bảy mũi tên thôi. Hello. Ok anh Rô. À, à, ủa. Phải giới thiệu vậy thôi. Giới thiệu vậy thôi đó. Ui, vậy thôi hả? Ngắn gọn vậy. À, vậy thôi. À, Quay ơi. Dạ. Quay có biết chỗ farm cấp không? Quay dẫn tôi tới, tôi quên mất cái chỗ đó. À, ok. À. Ủa, hồi nãy anh Toàn có dẫn anh đi chưa? Kira có dẫn tôi đi rồi, nhưng mà tôi quên rồi, tôi quên đường đi rồi. Ok. Quay cần nghiêm cương không? Tôi cho quay này. À, em dư rồi, em dư rồi, em nhiều lắm. Quay cần nghe đời biết không? Em cũng dư rồi. À, dư luôn nè. À, quay có phôi nè đời biết không? Tôi đổi lại cho quay mấy cái hoạch nè đời biết nè. Thôi, anh giữ anh xài đi. Đấy. Ê, là tôi muốn đổi, trao đổi với quay thôi. Tôi muốn trao đổi phôi ấy. Thôi, đây, em cho nè. Ba phôi á. Ba phôi. Thêm một cái nữa này. Đây. Wow, quay ơi, tôi có tận 30 cái vật này là quay. Hay là quay đổi với tôi đi chứ tôi ấy nấy lắm quay ạ. Thôi anh giữ đi, trời. Sao đâu, người trong đi chốt hòa bình mà, giúp đỡ nhau là được. Rồi là chuyện đương nhiên rồi. Cứ xài đi, sao đâu. Ồ quay ơi, cái nhà này là nhà của ai đấy quay? Kira bảo tôi là không có được động tới cái nhà này. Nhà này của nếu mà nói theo chuẩn lời của sư phụ em thì đây là nhà của quỷ. Nhà quỷ. Quỷ đi. Ừ, tôi quỷ vừa mới vào tôi móc đồ ở trong nhà này. Ơi nhà quỷ đi anh đi. Tôi vừa vào tôi móc đồ. Đi dẫn anh qua mấy phần này. Đang cần thăm cấp để lên đồ nha. Quay ơi, em đâu rồi quay? Quay, tuyệt vời! Trời ơi! Đồ của tôi! Má, tôi cần phải đi lấy lại đồ! Không sao, cái chỗ tôi chết cũng không sai chỗ này lắm. Anh đâu rồi? Anh đây! Anh bị chết dưới đây này. Tôi đang nhảy xuống chắc không chết đâu nhỉ? Ui, chết à! Từ đây nhảy xuống chết à, nhà sư chứ thưa. Ôi trời mày thế, tôi lại được đồ rồi. Oh my god. Anh giữ cái này đi. Thôi anh đây. À đó vàng. Đây. Anh đi em biết sao anh thấy cái cục này nè. À cục này à. Máy farm của Big Sát. Thấy hồi đợt Kina nó không dẫn anh đi qua cái máy farm này. Có gì vậy? Ừ hồi đợt nó dẫn anh đi qua cái máy farm của bên bạn nữ nào ấy. Ừ. À, cái đó là bên của chị Yuki. Yuki hả? Thì đúng rồi anh ơi. Trong này server này như có sẽ có ba bạn, ba người là nữ. Đó là Suka, San Hàng. Cái lại là người còn lại là chị Yuki. À. Thấy ghi gì chắc nhà bị đào cát dữ lắm hay sao ghi. Đúng rồi. Lưu ý gì tùm lum. Yuki bị đào cát nhiều lắm. Kiểu đào cát làm tiên tí á. Này anh này. Đây. Ủa chỗ này farm Emerald luôn đúng không? Ủa đâu có? Đúng rồi. Ơi. Đây farm Emerald. Em rồi anh lấy anh đổi zombie á. Farm em bê đồ. À trời. À cũng đâu farm em bê đồ. Tham bằng farm chứ. À, em có cái của dư này. Em lấy cái qua bên kia anh đổi sửa chữa. À sửa chữa thì đồ anh sửa chữa hết rồi. Bây giờ anh đang cần tìm cái dòng bình thường anh ép vô cho nó mạnh mạnh xong mà anh ép anh đi thôi à. À. Bây giờ là có cái làng nào gần đây mà còn dân không? Kiểu chưa bị thịt hết á. Có nè.
Ở đây bên này nè, anh siêu rồi. Đâu? Thấy này không? Anh này. Hướng đây luôn nè. Wow, anh bay thẳng đó luôn, anh sẽ gặp cái làng Sa Van. Sa Van, à làng đó là có dân làng học nghề không? Ủa bình thường Sa Van có dân làng học nghề không? Có. Nó có ba con rồi. Đổi được sao? Dạ. Hiện tại thấy là trong server này chỉ có đúng một người bên team khác on thôi, không biết bây giờ anh em mình đi cướp không? Anh hay vậy? Anh vừa vào được server một ngày nhưng mà anh cũng tìm được nhiều căn cứ bí mật của bên mấy bên khác đó. Dữ vậy? Đi cướp không? Dạ, anh muốn đi không? Bây giờ mình đi không ai biết đâu. Đi được thì thật á. Chứ tại vì anh thấy là nhà mình nghèo quá à. Trời ơi, nãy kia ra nó mở cái hòm ra giống như hòm công đức vậy á. Không có đồ gì trong hết. Không, tại anh biết sao là hòm công đức không? Tại vì mấy cái món đồ quý quý á, anh chỉ ra anh để cho hết trong nuôi anh đỡ hết rồi. À. Chứ đồ nhà mình bị kiểu, nhà mình bị trộm nhiều lắm. Bên đây không biết sao bị trộm nhiều lắm. Nên là giờ cứ gặp ai là vô làng mà xin phép hay là lấy đồ tự tiện là em luôn. Thế đi cứu không? Dạ anh muốn đi đúng không? Ừ. Muốn đi giờ trước tiên chế thuốc là tàng hình nha. Công lộ tên mà ta. Mỗi chiếu tàng hình chí. Không lỡ mình phát hiện sao anh? Giờ có mỗi anh mày với anh Toàn trong server thôi đâu còn nào khác đâu. À, ok, dạ anh muốn đi, em dẫn anh đi. Anh, hồi nãy anh thấy cái nhà của Quân mày cơ. Ủa nhà của Quân mày có gì hết không anh? Không, đồ nghèo lắm, đúng với anh mày luôn á. Nhưng mà anh sợ nhà fake cơ, anh sợ nhà fake cơ. Tại vì có thằng cắm cái bạn ở đấy, nó ghi là nhà vua mày riêu à. À, Sakura trước đi ha. Sakura, nhà của Sakura như đang có thằng BC tình ấy, nhà chính nó đang có thằng BC tình ấy. Ủa anh biết luôn á. Trời ơi, anh vừa mới đi ngang đấy, anh làm thân với nó xong mà giờ là bạn thân anh đấy. Ủa trời ơi. Vì sao giờ, anh đi chợ? Hả? Vì sao giờ anh muốn đi chợ? Trời ơi, thằng BC tình là bạn thân anh chứ không phải cái hội đó là bạn thân anh. À rồi, ok nhé. Nhưng mà bây giờ thằng BC tình nó đang ở nhà, nó đang cái nhà của nó là cái nhà nhỏ nhỏ ấy, chứ không phải là cái thành đâu nha. Trong cái thành thì anh em không thấy gì hết trơn, nhưng mà cái nhà nhỏ nhỏ thì đấy còn nó đang ở nhà đấy. À giờ trong nhà đó chắc là không còn đồ đâu anh. Không, mà nãy anh mới thấy bỏ thêm đồ mà. Đi được những người à, nếu mà cổng của bia nó còn cổng nhà bia thì à đây thấy rồi này. Đây. Ôi rồi xem chết luôn một tim. Anh biết sao này anh chết rồi má. Cái này phóng hoa ba anh ơi, cứ đi cẩn thận. Đập đầu cho ba phát gần chết luôn. Bây giờ mình đào. Nè hồi nãy anh bắt thân với bên này. Bây giờ mình đào ở bên dưới xong rồi mình mở mấy cái đường từ bên dưới. Giờ chơi lớn không đi vô nhà luôn. Ê quay rồi. Bây giờ anh làm thân với nó, bây giờ là để anh vào anh dụ nó, anh nói chuyện với nó xong em vào anh lấy đồ. Ok. Nhớ dụ nó ra xa nha. Từ. À, bây giờ thoát gấp đúng không? Đúng. Dạ. Giờ anh vô anh kêu ra đây đi. Ừ. Bi ơi! Bi đâu rồi Bi ơi? Bi ơi! Chết rồi. Chết luôn. Anh lấy đồ luôn. Bi ơi! Bi có trong nhà không Bi ơi? Thôi tôi qua tôi xin ít đồ Bi ơi! Ủa? Ôi! Bi ơi! Ủa? Ôi! Tôi đang sao qua tôi... Sao tôi? Hả? Ông ơi, ông làm gì? Ông làm gì bên này? Hồi nãy tôi qua tôi đi kêu ông rồi tôi không thấy ông này. À, tôi cũng ở trước nhà mà. Tôi làm gấp trước nhà này. Ồ. Tôi đi không? Đây. Tôi đang qua, tôi hồi nãy tôi vừa mới có được tí này. Ôi. Ba tháng mày. Có vàng à? Ừ. Ôi, cảm ơn ông nhân cho tôi à. Ông có tháng vàng chưa? Có rồi. Ờ, tôi có, tôi cho mới tại nãy ông cho đồ tôi mà. Ủa, nãy tôi cho ông đồ đâu? Ủa, hồi nãy ông không cho đồ à? Ừ, đứng cho đâu. Có thấy nãy ông cho tôi đồ ấy? Có gì tôi nhầm rồi. Ô, tôi chặn tóc vàng đi. Không, tôi đùa đấy, tôi đùa đấy. Tôi lấy cớ, tôi cho ông tóc vàng thôi. Nhưng mà ông cần gì không? Ông cho tôi rồi, tôi phải cho ông lại chứ. Ôi, cần gì không á? Cần gì không? À, có gì đâu. Ông có hộp su cơ chưa? Tôi chưa có. Đây. Chờ tôi xíu nha. Trong thế giới này phải có hộp su cơ mà. Phải có hộp su cơ á. Ngoài, chữa đồ cho nó nhiều. Ê, tặng không? Ok nha. Ờ, cảm ơn nha. Tôi đưa tóc vàng nhau thế thôi. Ok, bye bye. Sau lưng anh ơi, Alo, từ gọi nhà. Trời ơi, nhà nó không cất gì hết trơn á, toàn lốp xây dựng không à. Nhưng mà lấy được cái đống này. Một này, đây này, à,
Cái đống này, cái đống anh thấy VIP nhất ở trong nhà nó rồi. Ui, chỗ số cơ là VIP anh ơi. Được rồi, được rồi. Đống hoàng gia Phantom này cũng được đấy. Tại vì nhà nó anh vô toàn như, hình như là nó cất Green Ender thật. Nó toàn để trong Green Ender không ạ? Thấy em có gọi trong sòi nhà, anh có Green Ender đó. Ê, mấy nhà xung quanh mình là đồng minh hết đúng không? Đúng rồi anh. Rồi, tụi đâu phải đồng minh qua cướp luôn. À, anh biết cái nhà của vua mày đúng không? Vua mày hả? Vua mày nó để địa chỉ ảo hay sao? Anh lên thấy cái nhà nhỏ 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 nhưng mà không có đồ. Tao đi thử nha. Nè. Cái này á. Ừ, nhưng mà như nhà ảo. Nhà ảo hay sao á? Không, cái nhà này là không phải là của vua mày nè. Ủa? Sao để địa chỉ ở dưới? Ờ, không phải đâu, phải đâu. Cái nhà này là của anh Hai Cá. Ủa? Sao để địa chỉ là vua ăn mày xong rồi nó kêu là tiện quân dưới đây? Để tránh lừa của mình hay sao ấy. Ôi, từ từ, cái tòa thành ở đây là của bên nào vậy? Cái tòa thành mình ngay trước mặt mình ha. Ờ, đây nè, to thật to nè. Cái cục này là của như em không biết nữa. Nhưng mà thấy nó gần cô này chắc cũng là cô Sakura Kingdom. Rồi, bà khám phá thử rồi. Rồi, sao mấy ban hội bên đây xây công trình gần nhau vậy? Thấy, anh thấy cái tòa thành kia không? Đó đó. Thấy, nhưng mà trong tòa thành đó hình như không có đồ. Có của Sakura Kingdom hay sao ấy. Anh đang cần gỗ anh đào để anh làm ấy. Ôi, vô chặt gỗ đi. Anh chơi lớn thật sự. À? Ủa sao cái này nó màu hồng vậy? Nó xây lại mà, chỗ này là cái chỗ của đám rai dân làng mà. Ủa. Anh ơi. Có. Có gì? Có ngọc lục bảo nè. À đù, lấy. 15 cái cũng được. Có chổi cây hoa nào nè. Lấy luôn, lấy về nhà mình. Hai cái yên nè, lấy hai cái yên luôn. Hết. Xuống nhà có cậu nhìn học xuống nhà. Ôi, anh cũng đang cần đóng gỗ này, anh sẽ lấy đóng gỗ này về anh xây nhà. Ây à. Ủa. Ủa, anh ơi. Hả? Xoay. Ê, đâu. Đâu rồi. Mày xoay. Nè. Ủa. Xuống. Ui, cái này lần đầu em thấy. Phải sao thằng bí mật mà để em khu như này trời. Ui. Trời. Bi sinh. Lâm. Ui, có da nè. Lấy da gì. Pú. Ui, hình như chỗ này người ta bỏ hay sao rồi nè. Nó nhiều bột xương lắm nè. Ta bỏ không lấy, nó cứ kiểu làm máy farm đây tùm lum. Ôi, cái gì đây? Cái farm à? Cái rêu à, sao anh ơi? Cái này như farm cốt rêu. Má, xương quá trời luôn vậy. Đúng rồi, farm cốt rêu anh ơi. Farm cốt rêu với mấy cái đủ quyền chủ bộ châu ông này nè. Wow. Cái này là gì anh ơi? Đào đá, farm đá. Còn nào nữa ta? Mình như hết rồi á. Người ta để lâu rồi, để đây để chưng quá à. Ừ, anh nghĩ cái này lâu lắm rồi. Cái này chắc là hình như là đó mấy farm hay sao ấy. Hết đồ rồi đó quay. Đâu rồi. Đây. Cất mấy cái đá vô đường đó. Cất đá vô này. Cái gì? Hết rồi. Bao nhiêu gỗ, bao nhiêu đá rồi lấy về hết. Dê xin nè, quay yên ngựa kim cương nữa này. Trời ơi, slam. Lấy slam về luôn đấy. Đúng rồi, cái này là mình đang, mình không làm việc xấu. Mình đang lấy của người giàu mà đi chia cho người nghèo thôi. Đúng, mình nghèo mà. Đúng, mình đang làm việc nghèo. Này. Nghiêm cấm nói với thằng kia nha. Không nói với nó bất kỳ giá nào. Kè nè. Biết nó biết không? Ui, mẹ thạch nhũ nữa này. Lấy. Hớp. Còn thằng Toàn có nên kêu Toàn qua lụm luôn không ta? Chắc không nên đâu anh. Tại vì anh sợ thằng Toàn nó về nó mất lẻo quá à. Thôi ổng qua rồi kìa, chắc ổng qua rồi thôi. Không, nhưng mà bây giờ em chắc rồi, mà em chắc là bán với ba phôi không? Sao vậy ta? Thì nói chung là kiểu bán cái này thì bán mối quan hệ đó, thì em là leader của đây á. Em xây dựng á, cho nên là có gì không thì anh em họ hồ á. Anh có muốn xây cái gì anh liên hệ được. À, rồi, ok, từ đợi tí. Anh hiện tại là anh đang thiếu nether drive rồi, bây giờ anh cần phải đi đào ít vàng đã. Đây, một cái cánh jean hoàn toàn. À, em cho anh check hàng trước, em cho anh check hàng luôn.
Ok, cái này ok, nhưng mà hiện tại là em có chờ anh đi đọc đọc tí vàng được không? Được, trời ơi, em quan hệ nói chung là thoải mái lắm, anh cứ bình tĩnh đi. Ok, thế chốt deal là 3 phôi đúng không? Dạ, 3 phôi, 3 phôi. Ừ, 3 phôi đi, chỗ thằng này Yugi bán đồ vừa đắt mà còn vừa mở cửa hàng, cắt cổ, ăn chặn, chặn tiền từ thiện, tổ chức từ thiện, không được. Đây, đây, quay ngùa, tôi được một vài, donate luôn. Donate luôn. Ôi ôi bà này. Chị Yuki, đừng có nói nha. Đâu. Ôi. Ôi trời ơi, người giàu. Trời ơi, người giàu đây rồi, người giàu. Nên bắt đầu mối quan hệ với người giàu này. Người này giàu lắm. Nhưng mà không được nói là em giàu. Tôi cũng đang có chuyện bí mật, mọi người kể chuyện bí mật của mọi người thôi. À bây giờ là anh Giai à? Hả? Nghe chưa anh Giai? Nghe rồi. Trời ơi. Đây, có cánh đây anh Giai. Ôi nhưng mà anh chị mình cái cánh này nè Yui à. Không sao đâu anh. Cánh này là một cái vật phẩm thiết yếu ở trong xe vừa nãy anh à. Mà không nhiều người có đâu. Theo như em biết là cái thị trường này có mình em bán thôi. Máy. Nhưng mà bây giờ cánh mà nó dễ mất lắm á. Bây giờ là cứ phải trả giá đi chứ. Chứ anh thấy 4 phôi này dry thì anh mới vào chơi có một ngày thôi à. Thế thì anh mới vào thì anh thấy 4 phôi á. Chứ thực ra lúc đầu cái cánh nó hiếm hơn. Em bán là 5 phôi vẫn đầy người mua à. Năm vôi á. Người ta pre-order luôn á. Tại vì cái xe ở này cũng đánh rồng mà anh. Cánh nó hiếm vô cùng. Cái thị trường này cái tiềm năng mình em có rồi. Anh không tìm được cái dealer nào khác giúp em đâu. Thôi nhưng mà bây giờ anh tự nhiên anh nhớ lại cái tọa độ. Cái tọa độ anh rớt đồ á. Anh đang tính đi qua để lấy đồ. Anh à. Những con số có thể lên xuống bất thường. Lúc anh chết anh không để ý đến con số đâu. Không, anh có để ý mà anh chết ở tọa độ trừ 42 Z là 509 ý. Anh đào hẳn lúc là được. Rồi nha, cánh trong tiếng Anh là gì ạ? Hả? Cánh ở trong tiếng Anh ấy. Extra wing. Đúng rồi, wings. Nó có chữ S anh ạ. À, số nhiều đó. Tầng 2 quái trở lên. Đúng rồi. 2 cánh trở lên đó. Anh cũng 2 cánh mà. Nhưng mà tại vì anh rớt 2 cánh thôi. Một cánh qua là em Mending. Đừng... Anh thích cái cánh Mending thôi. Rồi. Bây giờ em có cánh Mending không? Càng nhiều càng tốt chưa? À Mending hả? Mending em có luôn. Anh mà mua bây giờ là em khuyên mãi thêm một quyển Mending này. Ôi. Bây giờ em... 102 trong ngày này. Bây giờ cánh Mending mà 4 phôi Netherite thì giấc. Em đưa anh cánh và một quyển Mending. Tại em không có ép sẵn nè. Khách hàng nào yêu cầu em mới ép á. À, một cánh với một quyển Mending à. Mending. Nhưng mà ép luôn cho. Cánh Mending thì 4 phôi sắt nha. 4 phôi nè. Nhưng mà hiện tại chưa có sắt để anh đi đào sắt đã. Sắt làm gì đấy? Ủa thì hồi nãy anh bảo là sắc cánh à. Mending 4 phôi sắt em chưa ok. 4 phôi Netherite. 4 phôi sắt có tử heo. Ủa anh nghe lộn đâu vậy? Ủa ngon. Anh không ngon rồi. Ê không có ngon, không ngon. Đứng lại đây nha. Mà giờ anh mua hàng bên em là thì giới thiệu với anh là em thương nhân ở trong xe vừa này. Em bán rất là nhiều vật phẩm giá trị. Ví dụ như là hai cái trên tay em ở đây. Anh mà mua hàng anh em có thể đưa anh thêm một cái sản phẩm gọi là để anh trải nghiệm thử cái dịch vụ bên em. Đó. Bây giờ là bên cửa hàng của Neyui là bán có menu như thế nào chứ? Có đồ gì? Hiện tại thì bên em đang bán tua tầm tổ trường sinh. Còn cánh thì sắp sửa hết rồi. Về sau ăn có mùa cũng khó á. Tại vì tự nhiên cái anh cảm thấy là kiểu bây giờ Netherite thì anh cần phải ép giá rồi. Bây giờ mà mua cánh bằng Netherite thì có vẻ hơi phí. Anh làm sao đấy? Anh đang ở đâu à? Đang ở thị trấn Hòa Bình. Hòa Bình thì Netherite làm gì trời ơi? Mình dùng được kim cương cho sáng. Netherite tối lắm. Không, em là thương nhân này, em đi nhiều em mới phải mặc giáp thôi. Anh, em sợ người ta đấm á. Anh là chiến binh của thị trấn Hòa Bình, anh cũng hay đi ngoại giao ấy, nên là anh cũng sợ thằng khác lật lọng, anh phải bảo vệ cho thị trưởng của anh. Thị trưởng kiểu gì, mới vào chưa một ngày đã có chiến binh rồi. Thì thị trưởng tuyển người kiểu gì. anh chơi một ngày nhưng mà một chiến binh mà bảo vệ được thị trưởng thì thứ nhất là không cần phải BBB hay, mà thứ phải cần là có máu liều. Anh thì thằng nào gặp anh không ngán anh chơi hết. Gặp chiến binh hay là gặp người thay thế vậy? Thôi được rồi, chắc là upsell không thành công rồi. Anh không cần cánh rồi. Sorry nhá, có vẻ như nhưng mà anh cần cái này không anh? Tô tầm giá bao nhiêu? Tô tầm em đang có cái chương trình 10 cát xương giảm 50%, rồi chỉ có 10 kim cương một cái tô tầm thôi. 10 kim cương một tô tầm, ôi trời ơi em ơi, tuyệt vời. Anh ơi, em biết đấy, nó có một con bò khỏe lắm ấy. 10 kim cương giá ưu đãi lắm anh ạ. Không, anh bảo là 10 kim cương rất tuyệt vời, bán anh đây. Ủa, thay đổi thái độ nhanh vậy. Anh cần hai cái, bán anh hai cái đây, hai chục kim cương. Từ từ anh. Rồi nhá, em còn có những cái nó kiểu hoành tráng hơn. Anh có rảnh không? Anh ghé qua shop em một phát.
em tặng anh một cái tô tầm làm phí di chuyển. Mình đi. Đi. Đi luôn. Đi Let's luôn. Go. Let's go. Nhưng mà anh không có cánh đi bộ cũng hơi mệt á. Không sao, anh biết chỗ em mà, anh đi qua đi lại cho em suốt. Anh cũng okay. Đang tập giảm cân ý mà. Anh không có cánh thì mua cánh sớm đi anh. Chỗ em bán rẻ này, nó có ngay vào luôn nè. Trời ơi. Không yêu cầu này, đáp ứng được nè. Anh cũng đang tập giảm cân nè Yui, anh đi bộ đi cho quen đi. Ê, sao không đi đường tắt nè? Ủa, có đường này mà, sao mọi người không đi? Anh ấy tập đi bộ á, anh ấy giảm cân á. Ờ, anh tập đi bộ, tôi tập đi bộ, tôi tập giảm cân nè. Ai, ngày hôm trước là... Ai, từ từ. Ai, em vào đó, em vào đó, em vào chuẩn bị. À. Thế nha, giờ em đố anh biết là cửa vào shop em ở đâu? Cửa vào shop em á? Bấm nút à? Đúng rồi. Ôi, nhưng mà Nayu Quy ơi, thấy lỗ ở đây này. Hả? Hả? Nó lỗ đá đỏ này. Ủa? Có bị mất không? Phá vậy? Không biết đâu. Ờ, nghĩa là shop em mới khai trương xong em lại gặp phải một toán cướp ấy. Em cũng chả biết là nó có bị sao không. Em thấy mất mấy cái tô tầm mà. Thôi anh ấn trải nghiệm đi anh. Ở lúc này ấn năm lần lắm. Trời. Wow. Ấn tượng. Amazing. Rồi mà anh thấy cái này không? Ôi, hết hàng rồi. Từ từ, em review. Vứt kim cương vô hopper đứng đợi một lúc. Anh nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nha. Ờ, để đếm tiền giảm 50% 10 kim cương bằng một tô tầm, đèn tắt bằng hết. Rồi nha, anh để ý nha, đèn tắt là hết đúng không? Em cho hàng vào này. Rồi, nó lại sáng. Rồi anh mua được với anh. Ừ thế à, bây giờ là bỏ 10 kim cương vào thôi đúng không? Anh bỏ 20 vào cũng được, nó tự đếm tiền cho anh mà, nó tự động hết mà. 10. Ừ, anh vứt một cái hết vào cũng luôn cũng được đấy. Wow. Nào. Thế chưa? Ồ, wow. Một cái em cầm rồi. Ê, của anh đây. Wow. Anh phải đứng gần vô, không là người khác ở cạnh là người ta lấy á. Ơ, nhưng mà em để như này không sợ tụi nó bấm vào đây tụi nó lấy hết à? Em tin tưởng những người trong xe server và em đóng tiền bảo kê rồi, chắc không sao đâu. Không, em đừng nên tin tụi nó, nhất là kia ra. Tự nhiên nói giáo chủ bên mình thế, đúng là kiểu người thay thế thật rồi. Anh đang gặp những cái tình huống gì với Kira rồi. Anh nghĩ là em nên xây cái gì đấy để nó bảo vệ cái này lại đi. Thì lúc đầu em cũng nghĩ là server toàn người tốt, em tin tưởng em mới xây như này thôi. Nhưng mà về sau chắc là em phải đổi sang thiết kế khác. Đúng. Ủa, tôi tưởng của ở đâu vậy anh? Anh mua nhiều đấy. Ôi, chú kia, nhiều kiếm tướng nhỉ. Ôi, bắn liên tục luôn mà. Chị đứng gần mà chị ơi. Đứng gần mà cái bảng ý. Nezuki ơi, anh nghĩ là... Ui, Nezuki ơi! Ủa, sao chỗ này bị phá ta? Ui, tụi này tụi nó đá đỏ của em mà thôi, em không chơi gì nữa đâu. Làm cái này mệt lắm. Rồi, từ Nezuki ơi, anh nghĩ là nãy là không phải là do hết hàng người ta mua đâu, người ta lấy đấy. Ờ, em thích. Từ. À không, tiền vẫn vào đều, không sao. À, ok. Ồ, Ok. Rama hả? Ở cái gì vậy? Ok. Trời ơi, thơ tây của tôi. Ok, thì không. Trời ơi, không có cánh không đi không được anh em mà mẹ cay đấy nhờ. Thôi rồi, tôi đi về. Có tôi tầm rồi, bây giờ mình sẽ đào thêm ít vàng nha em ạ. Đào vàng thì người là bình thường, người ta sẽ đi xuống hang người ta đào, người ta nung rồi không? Tôi thì tôi sẽ đi theo dạng đường tắt một tí. Tôi sẽ đi xuống địa ngục, tôi đào cho nó nhanh anh em, mặc dù là chỉ đào được cái hạt sắt thôi nhưng mà đào ở dưới đấy thì nó sẽ ok hơn. Wow. Huyền Phong là giết xuống cơ. Đu. Địa chỉ drama ở đâu vậy anh em? Oh my god. Bà nội mày. Ok. Má mày mà tôi nhanh tay nhanh mắt. Oh my god, xem tí thì mình hút xuống dưới rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đi đào mấy cái hạt vàng ở dưới đây. Mẹ cài cái shader vào, bình thường là đi xuống đây nó sẽ rất là tối. Nhưng mà tôi điếu hiểu sao cái shader này cài vào đi xuống đây nó còn sáng hơn cả mặt trời. Trời ơi, ban đầu tôi tưởng đâu là bên kia drama anh em mà. Nhưng mà không nha, Suka với lại Huỳnh Phong đang giao lưu à. Đang giao lưu võ thuật với nhau bên kia. Ôi. Bang. À đây rồi. Bây giờ là mình sẽ mất tầm khoảng là 3 phôi vàng à. Ở đâu? 3 phôi netherite. Ok, netherite bây giờ mình cũng hơi nhiều rồi. Đây, netherite ở đây. 3 phôi netherite thì... Ôi, sao vàng? Trời ơi, này tôi quên bà Yuki. Bà đưa cái này cho tôi rồi. Trời ơi, tự nhiên tôi xuống đây chi nữa vậy? Anh ấy bảo không gửi đâu đây. Rồi, đây. 3 phôi netherite của em đây. Cảm ơn. Yes, sir. Chúng ta lại được bay rồi. Let's go. Nhưng mà nên Nezuki mà cảm thấy mình hồi nãy mình từ chối điều của Nezuki mà bây giờ Nezuki thấy mình cầm cái cánh này chắc là mình ngại lắm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi sẽ không bay trước mặt Nezuki mọi người nhé.
Tôi sẽ không bay trước mặt Neui, nếu không là Neui sẽ rất là buồn. Cái này cái gì đây? Kuro MC. Wow, có tên hả? À, cho xin Kuro nha. À, ở đây Kuro che nhiều quá nhưng mà mình không có cần che. Ngày hôm nay tôi phải ra bản tin tôi coi nha mọi người, để coi coi là ngày hôm nay server mình có cái diễn biến gì hấp dẫn không. Ngày hôm trước là biết được một cái diễn biến nó khá là hay á mọi người. Ngày hôm trước tôi biết được cái diễn biến là bên cái thành phố, bên cái hội Sakura đang tuyên chiến với hội ăn mày. Đúng rồi, tôi hôm nay chưa biết cái hội ăn mày là cái hội của ai đây. Nghe bảo đâu là của cái ông nào tên T-Gaming. Ông ấy đánh cũng kinh khủng khiếp lắm. Đâu rồi, đây Sakura Kingdom và băng đảng ăn mày chính thức chiến tranh. Trời ơi, căng thế. Thôi được rồi, bây giờ là chúng ta đã có cánh rồi, bây giờ là cái thứ của chúng ta cần rồi là Mendin. Mendin thì mình có nên đi ăn xin Kuro không ấy nhỉ? À quên, tôi sẽ show cho mọi người. Và tôi đã xây được một cái ngôi nhà ở trong cái thị trấn của tôi. Đây mọi người thấy cái cây hoa đào to vật vã đằng kia không? Tôi xây đấy. Ôi trời ơi, cũng chính vì xây cái ngôi nhà đấy mà tôi mất hết đồ đấy mọi người. Mà mọi người thấy trên đồ người tôi bây giờ đâu có đồ kim cương gì đâu đúng không? Không có một cái gì trên người hết. Tức là đồ của tôi kiểu bây giờ là tôi phải đào kim cương tôi mặc lại từ đầu. Cái cúp đồ đâu có hình che gì đâu đúng không? Là bởi vì tôi xây cái cụ nợ này này. Thế là tôi chỉ vì tôi đi xuống dưới hang tôi kiếm sắt. Tôi kiếm sắt để tôi làm mấy cái đèn để trang trí này. Mấy cái đèn này này mọi người. Đấy tôi làm mấy cái đèn đấy để tôi trang trí. Thế là cái đầu xanh ra muốn nhà nó tôi lao xuống hang. Mà trong lúc tôi vừa đi xuống hang là tôi vừa đang hợp với lại bên server. Trời ơi, vừa hợp vừa đi xuống hang. Thế là bị mấy con quái quất chết xong rồi lại ngay cái chỗ mà tối nhất, sâu nhất. Thế là tôi là phải đi ra ngoài đó tôi nhớ cái tọa độ. Tại vì có cái tọa độ có cái bên trái ấy. Tôi nhớ cái tọa độ. Tôi đi ra ngoài đấy, tôi đào sâu xuống dưới, vẫn bị quái giết. Hay là tôi mất đồ bởi vì là do tôi không đụng được tới đống đồ của tôi bị quái giết hoài luôn mọi người. Không đụng được tới đống đồ luôn, cứ đi người trần tới là bị quái nó giết thôi. Nhưng mà tôi bỏ luôn cái đống đồ đấy là thiệt hại của tôi là một bộ giáp kim cương enchant full mending. Cộng thêm một bộ công cụ enchant full mending. Cộng thêm một cái cánh enchant mending. Trời ơi, cộng thêm 4 phôi netherite được cho. Ui, may mà tôi có giếm đấy mọi người à. May mà tôi có giếm đấy. Tôi có đi xuống dưới bên Nether thì tôi đi mót. Đây tôi đi mót được vài Netherite. À đây đây 18 Netherite đây. Tôi đi xuống dưới Netherite thì tôi có mót được vài Netherite. Tôi mót ở dưới đấy. Tôi tức là kiểu cái đường hầm của người ta đã đào, đã dùng TNT người ta đào ấy. Xong rồi cái người ta còn đào sót ấy. Xong rồi tôi đi tôi mót. Tôi đi tôi vòng vòng tôi xem coi là có cái nào còn dư không, còn sót lại không. Tôi đi tôi mót hết. Rồi tôi mót được khoảng mười mấy viên ấy. Rồi sau khi tôi mót xong hết rồi thì tôi bắt đầu đi tôi đào thêm được mười mấy viên nữa thì là được như đấy nè. Đồ ra dự định là sẽ làm cái cánh nhưng mà mẹ giờ mất dự định là sẽ làm cái bộ giáp mà giờ mất cái cánh hay là tôi đã phải tốn hết 4 cái phôi netherite để tôi mua lại cái cánh. Tại vì bây giờ tôi lười xuất DN quá à. Rất là lười xuất DN luôn. Tại vì bình thường tôi xuất DN tôi sẽ giết rồng. Bây giờ cái server cho luật là cấm giết rồng thì lướt lười xuống DN luôn. Nên là thôi khỏi đi, bây giờ mình ăn xin rồi mình ăn xin cho chót nè. Tôi sẽ dùng cái sức mạnh ngoại giao của mình để mình ăn xin. Ở đây cái nhà của tôi nè mọi người. Em mọi người thấy nhà của tôi nhỏ gọn xinh ha. Thì ban đầu tôi định xây cái nhà thôi mà thấy cái nhà nó đơn điệu quá, tôi quyết định là tôi xây nguyên cái cây. Đấy là tôi xây lên một cái cây hoa anh đào này thì cái thân cây ở bên dưới thì tôi chặt gỗ bên kia đấy. Mọi người thấy không, nguyên khu rừng bên kia bị san phẳng rồi đấy. Ở đứa nào mới bay qua đây. Ô, chào Toàn nhá. Nãy em đưa cho anh Toàn đó nha. Ôi Toàn ơi, anh chờ mày đem sắt về anh xây xong rồi. Ủa, dạ nhanh vậy. Nè em tự anh đi mai anh đi xây xong cái nhà của anh luôn rồi này. Ủa đẹp dã man luôn trời. Ê. Ở cái nhà đầu tiên ở trong cái này của mình á. Thì cái nhà này thật sự đó phải là cái nhà đâu, đó là một cái chỗ này. Cái chui xin nhà xin đồ quá. Mà cái nhà này chủ yếu là cái cây không à, chứ đâu phải cái nhà đâu, cái nhà trong nó nhỏ xíu mà. Không, ít ra nó đẹp cái chi tiết nữa anh. Lên đây. Rồi, anh đang kiếm người ở ghép để xe tiền phòng đấy mà. Có vụ xe tiền phòng nữa hả? Ừ, có. Sau này anh thì sao, cục sắt hồi nãy á. Hả? 16 cục sắt hồi nãy á, ở được nhiêu đêm anh? 16 cục sắt hả? 16 cục sắt ở được 8 đêm. Một đêm hai cục. Ai để tí nữa anh đi, anh chuẩn bị giường. Có ban công ngồi chiêu nè, anh lựa cảnh hết rồi. Em nhìn có được cái đồng ruộng bên kia của Kuro kìa không? Được luôn, được đấy, bên đây sắp tới là anh sang phẳng hết. Anh sẽ xây hòn năm bộ cái thứ đầu lên. Đấy. Thôi em xin cái phòng này nha, cái phòng này ưng quá. Rồi chắc là phải đi xây tiếp quá à. Chứ như đây không đáp ứng đủ với những thành viên trong team mình. Mày thấy thành viên bên thị trấn mình ở cái chuồng chó không à. Thấy tội quá à. Không phải xây vậy để xin đồ cho nó dễ chứ giờ nhà cao cửa rộng xin đồ khó lắm anh. Ủa thế à? Đúng rồi. Ý, tự nhiên cái nhà cao cửa rộng mình đi xin đồ nó kỳ lắm. Ê, em có sách Mending không? Có luôn. Đây nè. Hai cuốn. Có hai cuốn. Anh vừa mới chết mất hết đồ. Còn cái cánh thì sao anh?
Cái cánh anh vừa mới mua, anh vừa mới bỏ ra 3 phôi Nether Disc để anh mua. Có bị đắt không? Thường thường anh có bị chém không? Anh có bị đắt không? Không. Tính ra là giá thị trường là 4 phôi mà anh mua được 3 phôi là anh hơi lắm á. Em nói thiệt. 4 phôi á? Hồi biết sao không? Tại vì nó giành giá. Yuki nó bán cho anh. Ờ đâu phải. Suker nó bán cho anh. Nó giành giá, nó giành mối của bên Nezuki nè. Không nói với ai á. Ừ vậy. Bí mật thôi. Vậy là ngon á. Ừ đừng nói với ai mất công là Suker bị Nezuki ép vô góc nữa. Ờ mà quên. Nezuki là bên thị trấn Hòa Bình. Ủa đâu phải. Không. Nó ổng là thương nhân lang thang thì phải. Ừ đúng rồi. Ổng hay qua đây lắm nha. Ổng hay qua đây, ổng chào hàng lắm nên là mình đừng có kiểu đánh ổng nha. Dạ, chỉ dạ, chào dạ. Hàng thôi à. Cái anh vừa mới qua bên nhà của ổng luôn. Mới bị cướp á. Ừ, ai cướp nữa? Không biết. Ai cướp anh? Nhà thì bị phá, bên trong thì bị mất đồ, mất mấy cái tô tầm á. Là anh bị hay là ông kia bị? Ông bị, cái nhà của ông bị phá. Trời ơi, thằng nào ác vậy trời. Bán thằng cũng nguyên nữa. Ở đây nãy giờ anh, là em đi. Em đi lấy đồ luôn á. Có gì anh ở làng anh canh có gì thì kêu em nha. Ok. Ok, bye anh. Bye bye em. Ôi ôi, bây giờ là được hai cuốn mending rồi. Hai cuốn mending nhưng mà cái đe nó nằm ở chỗ nào nhỉ? Ủa nó tôi nhớ là trong cái map của mình có đe mà đúng không? Phải không ta? Trong map mình lại nhìn có đe mà. Trong đây có đe mà. Ủa? Sao mất đe rồi? Đó tuyệt vời.